Thì sẽ trở lại tiếng hát của nam nghệ sĩ Hồ Minh Đương và một người em gái trong gia đình đó là Trúc Xuân. Xin một tràng pháo tay để đón chào tiếng hát của đôi song ca thưa quý vị. Rồi, cảm ơn MC rất nhiều đã trở lại chương trình một lần nữa, cho phép Hồ Minh Đương và nữ nghệ sĩ. Nghệ sĩ đây, bây giờ các bạn nghệ sĩ đây tay hát hay quá. Trúc Xuân, phải không? Một bài tân cổ rất là quen thuộc được vang tên Chợ Mới. Xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Cho anh chào bỏ tay lớn lớn lấy tinh thần quý vị ơi. Dạ. Hồi nãy hát cho anh Mỹ rồi, bây giờ hát cho Hồ Minh Đương. Nhân dân cho tiền quân
sẽ sửa trái tim cộc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà tầng thoáng nhìn theo con nước lớn có dòng nước nào về giờ mới để thăm em. Rồi gặp anh hai anh bảo anh bây giờ đã là thợ sĩ, anh nhớ hiền lành được đồng đội thương dân quê. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trò chân tay dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng. Là một lần sẽ không phải tốt, là trọn đời thuốc hồ.